Mẹ nhiều khi có việt hóa đọc còn nhiều khi có việt hóa còn đéo hiểu. Hồi xưa tôi chơi con gì nhỉ, nói với anh em, nói ra thì hơi xấu hổ. Tôi chơi con Dark Souls 3 anh em ạ. Tôi chơi cũng gần phá đảo đấy mà tôi cũng đéo hiểu câu chuyện là nó nói về cái gì. Mấy thằng nhân vật trong đây nó nói chuyện kiểu thâm sâu bí hiểm ấy, kiểu các cao thủ võ lâm ấy thì trai chơi chữ đấy, nói chuyện kiểu thâm sâu bí hiểm mà mình còn phải làm, nghĩa là mình muốn tìm hiểu là mình còn phải xem, mình phải tìm hiểu, mình còn phải tìm con chứ còn chỉ có nghe qua mấy lời thoại để khi còn đỡ hiểu nó nói chuyện gì, nói nó ma mần, mẹ mày đỡ hiểu luôn. Đọc đấy là đọc tiếng Việt nhá, tiếng Việt a và a b p g d á ứ đọc rõ luôn. Nhiều khi tự là đéo hiểu, mình còn lướt qua đéo đọc nữa, mất công. Nhưng mà nhìn con này có vẻ được này, tôi đang để tôi hỏi ông Dũng xem có chơi muốn chơi thử không, nhưng con này hơn 5 lít rồi. À mới ra con này này, thường mua con này rồi. Em Cường mua con này rồi. Mà con này Julie là tháng 7 đúng không? Julie là tháng 7 mà. Đi phép toàn game đến từ tương lai à? Mất thể loại đéo gì đấy. Thể loại giống kiểu Cyberpunk này đúng không? Đây này, Cyberpunk này. Rồi, đúng không? Giả lập làm buồn lèo. Con này sao mà tôi lại ôm chắc 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 phải chơi crack vậy bạn. Con này chơi crack sao ở đâu, mình mua mà mình có ý mình đá chứ. Chết tưởng chơi crack mình có chơi áp tù cát này. Con này chiêu này chơi chiêu gọi đái. Con này thuốc thôi, 2,5 lít đó, thuốc đắt quá, biết là có thuốc không. Thuốc thì tìm hiểu chứ nhìn con này tôi cái thể loại sờ băng này tôi bị dị ứng như vậy. Cốt ven này á, cốt ven này này anime nó chỉ hay khi có cắt cha thôi nhá. Thank you.
Thank you.